Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Lulu Live Vlog. Và hôm nay mình đang ngồi ở cái chỗ mà cái công viên á, cái chỗ đậu xe ở cái trung tâm Bakermat Tower. Đây, ở phía đây nè các bạn. Đó. Đây. Thì bây giờ mình mới đi tập yoga xong và rồi mình ra đây mình hóng gió luôn ha. Sẵn mình sẽ quay video rồi trò chuyện với các bạn luôn. Đó, thì nói chung ở không khí ngoài đây khá là mát các bạn. Gió, rất là gió. Rồi cái thời tiết rất là se se lạnh. Rồi rất là thích luôn ha. Thì nói chung là đó, đây là có hồ nước nè, các bạn thấy cái hồ nước nó bắn nước không? Đó, nhìn rất là đã ha. Thì nói chung là hôm nay cũng không phải là một ngày cảm thấy rất là vui vẻ các bạn. Tại vì hôm nay mình qua công ty cũ để mình lấy tiền. Nhưng mà ý là tiền lương á, tiền lương có một tuần thôi. Tức là mình nghỉ hồi đầu tháng khoảng 11 tây á, tháng 11. Xong rồi vừa ký hợp đồng của tháng 10, tức là cuối tháng 10 là mình ký hợp đồng. Rồi khoảng đầu tháng 10, 10 tây là bắt đầu mình nghỉ. Mà mình nghỉ là mình vô mình xin phép đàng hoàng luôn nha, ghi phép luôn, ông sếp ký luôn. Xong rồi cái bữa nay đi lấy tiền không được các bạn. Không được, nó là ha, tại vì mình xin nghỉ đột xuất như vậy á. Nếu mà ký hợp đồng rồi thì phải làm sau một tháng, tức là làm một tháng, tức là khi mình ghi đơn thôi việc mình phải làm một tháng sau đó mình mới được nghỉ thì người ta mới tính lương cho mình đó. Rất là bực bội các bạn ơi đó. Cho nên là ha, nói chung là không có được vui bữa nay không được vui. Nhưng mà cái chỗ đó là cái khách sạn Bakermat ở Bình Dương các bạn, thì mình vô đó. Tại hồi bữa mình có làm cái dọn phòng ở đó đó, xong rồi rất là đau lưng đó, rất là đau lưng. Xong rồi mình mới suy nghĩ là lý do là bị đau lưng. Xong rồi cái mấy người đó nói là giờ nếu mà lý do là bệnh đúng không thì phải đi khám đi bác sĩ khám, rồi bác sĩ cho giấy chứ bệnh rồi người ta mới đồng ý là đó là cho nghỉ liền như vậy. Nhưng mà mình nói ủa, cái này mình dọn phòng cái lưng nó bị đau, bây giờ mình đi ra bác sĩ mình khám cái lưng của mình nó y vậy, nó đâu nó phải là dạng là nó bị tổn thương đâu các bạn. Nó thì đâu rồi, bác sĩ nói là người ta đâu phải nói là bây giờ là cái lưng vậy thì không thể làm việc được đó, người ta sẽ không thể nói như vậy được đó. Chính vì vậy mà mình nói với cái bên đó đó, rồi bên đó nói thì cứ đi cứ xin với bác sĩ là được. Nhưng mà cái thực tế nó đâu có đơn giản như vậy đâu các bạn. Đó. Cho nên là ha, bữa nay rất là nói chung là không được vui ha. Tại vì đi qua đó xong rồi ha, gặp nhân sự rồi nói chuyện cái kiểu như là như vậy là không có thông cảm các bạn. Ý là theo luật là như vậy, theo luật là như vậy, cho nên bây giờ mình không được nhận lương. Thật sự là rất là buồn các bạn, rất là buồn. Nhưng mà thôi kệ đi chứ bây giờ biết làm sao bây giờ. Với lại ha, cái anh đã nói là ha, tại vì ký hợp đồng rồi cho nên bây giờ phải làm theo luật. Rồi công ty đã đóng bảo hiểm cho mình rồi đầy đủ rồi. Xong rồi mình nói là ủa cái thẻ bảo hiểm em chưa có lấy anh ơi. Xong rồi cái anh đã nói ủa tại em sao em không lấy, người ta thông báo với cái bộ phận của em sao mà xong rồi tại sao em không chịu qua lấy, bây giờ em nói là chưa lấy nó. Xong rồi mình nói đâu có ai thông báo với em đâu anh, trong khi đó thì em có đi hỏi bé nhân sự, cái bé đó là làm bảo hiểm xã hội, là hỏi là ủa cái thẻ bảo hiểm của chị là có chưa. Xong rồi cái bé đó nói là chưa có chị ơi, phải đợi vài bữa nữa đó. Trong khi đó là mình đã hỏi 3 lần các bạn, 3 lần từ cuối tháng 10 hỏi cho tới đầu tháng 10 cũng là một câu nói đó. Nhưng mà nói chung là
thì mình không có trách cái bé đó, nhưng mà mình đang trách là cái anh nhân sự mà dạng ý như dạng là rất là nói chuyện rất là ý như là không có được thông cảm á các bạn, cho nên là cảm thấy rất là không có gì vui nha. Trong khi đó dọn phòng các bạn biết mà, nó dọn phòng một ngày quy định ở đó một ngày là 14 phòng, đó là cái phòng chủ các bạn, không được tăng ca nha. Chừng nào 15 phòng thì mới được tăng ca, mới được cái các bạn làm không kịp các bạn tăng ca thì mới được tính tiền tăng ca đó. 14 phòng một ngày đó, nhưng mà thường thường sẽ làm hơn các bạn, sẽ làm hơn đó. Mà các bạn biết chọn phòng rất là cực, như là mình đã chia sẻ những cái video ở những cái video trước á, thì rất là cực các bạn, rất là mệt, chứ không phải là sung sướng gì. Mà trong khi đó mình làm một tuần luôn, một tuần luôn, xong rồi mới mới bắt đầu là nghỉ đó. Thì một tuần đó cái lương mình chắc khoảng là 1.000.000 các bạn, nhưng mà nói như vậy đó. Nói chung là thì mình đồng ý, mình ý như là dạng là ý như là báo nghỉ đột xuất, nhưng mà ở đây á, mình báo nghỉ đột xuất nhưng mà cũng đâu có thực sự là đột xuất đâu các bạn. Tại vì trước khi mình vô mình xin nghỉ giấy nghỉ xin thôi việc á, thì mình đã báo với anh nhân sự là anh ơi, anh coi những cái bộ phận khác thì có người như là có bộ phận người đang tuyển không, thì em xin qua chuyển qua ha. Đó nghĩa là nó nói là không có hay là kia đó, hay là để xe bây giờ hiện tại là chưa có đó, thì mình cũng ráng đợi rồi sao. Xong rồi qua 2 tuần sau bắt đầu là cảm thấy rất là mệt, làm có thể là làm không nổi nữa, thì mới bắt đầu mình mới vô và mình bắt đầu mới là xin xong rồi mới hỏi là anh ơi có cái còn cái chỗ nào khác để em chuyển qua không, chứ giờ em đau đớn quá nên là không nổi đó. Bắt đầu cũng nói nó mới hỏi mấy bộ phận kia, thế là mấy bộ phận kia nó là như là không có nhận nữa. Xong rồi bắt đầu mình mới nói thôi nếu vậy thì cho em xin nghỉ luôn, xong rồi đưa giấy đi thôi việc, rồi là em rồi bắt đầu mình ghi giấy thôi việc, xong rồi đưa cho cái người quản lý của bên bộ phận mình á. Rồi cái anh đó thì cũng mới vô, xong rồi ổng cũng ký tên nó đó, như vậy thôi các bạn. Nói chung là mình cũng đã có một sự nói trước rồi, nhưng mà khi mình nói như vậy anh đi thử có được, thì cái đó chỉ là nói miệng thôi em. Nếu mà em y như là nghĩ là kêu là em phải có ghi giấy trước, nhưng thật sự là các bạn, tại vì lúc đó mình không y như là không không có suy nghĩ là muốn nghỉ, các bạn hiểu không? Ý là mình đang phân vân là tại vì cái công việc này rất là mệt và mình muốn được làm một công việc khác hơn đó, thì nó sẽ đảm bảo sức khỏe hơn á, nhưng mà nói chung là không được đó. Thì vì vậy mới bắt đầu là mới bắt đầu mình vô đó xin nghỉ ha. Xong rồi ha, cái chỗ đó rất là kỳ các bạn. Điện vô ở trong đó có 3 bộ phận nhân sự, thì có 3 người, một người là dạng là trưởng bộ phận là cái anh đó quyết định hết. Rồi bên cạnh đó là có một người làm bảo hiểm, rồi một người nữa thì chắc là làm những cái công việc chung. Nhưng mà hả, khi mình vô mình điện vô để mình hỏi cái dạng là lương bổng hay là này kia vì sau khi nghỉ việc á, chắc lẽ những cái đó người ta phải thông báo với mình trước. Còn cái này không các bạn, mình phải đi hỏi các bạn, nhưng mà mình điện thoại vô. Nhưng mà mình điện thoại vô á, nhưng mà mình điện thoại vô xong rồi cái không gặp, ý như là không gặp cái anh đó, thì những cái bạn kia á, mới nói là cái anh đó bây giờ không có ở đây rồi, có gì chị điện lại sau nha. Thì nó giống như kiểu như vậy á. Nó giống như kiểu như vậy á các bạn. Thì xong rồi cái xong rồi nói chung là rất là bực bội, rất là khó chịu các bạn. Y như là mình cần người ta, xong rồi mình phải đi điện thoại rồi chờ đợi rồi này kia, trong khi cái người đó là cái người mà người quyết định, tại sao mà người ta không có cho một cái câu trả lời đi, rồi sau đó điện lại cho mình đi, tại sao mà phải cứ nói là ơi đợi người đó để mình phải muốn đông mà điện, tốn thời gian rồi phải canh thời gian rồi điện nữa, tốn tiền điện thoại nữa, rất là bực bội luôn các bạn đó.
xong rồi bữa nay mình mới điện vô lần nữa xong rồi cũng nói như vậy. À, chị ơi cái anh nói bây giờ không có đây, cái gì lại đi. Xong rồi mình mới bực quá mình nói vậy bây giờ chút nữa anh nó về đó, xong rồi cái em hỏi anh nói giùm chị đi, rồi có gì em điện lại hồi cho chị đi nó chứ ha. Mỗi lần chị điện là cứ không gặp anh đó rất là bực mình đó. Xong rồi cái bé đó nói là ok, để có gì em điện lại cho chị. Thì bé đó điện lại nói là thôi chiều nay có gì á thì mình chị qua chị gặp em chị lấy tiền. Ừ sao chạy qua sao mày bé nó nói cái anh đó đem mới đi về rồi chị gặp anh đó để xử lý. Xong rồi đi ẩm đi ra xe, nhà xe mới chạy theo nhà xe rồi mới là đứng hỏi nó qua nó lại nó tới nó lui. Xong rồi mình mới hỏi cái vụ là ủa cái sổ bảo cái thẻ bảo hiểm của em như vậy thì không có đưa cho em, vậy phải làm sao hay này kia đó. Xong rồi cái anh đó nói thôi bây giờ anh bận, bây giờ anh phải về, có gì ngày mai nói chuyện tiếp. Mà nghĩ coi, mình đã nghỉ rồi, mình đâu có thường xuyên mà chạy như trong đó được đâu đúng không? Mình phải có những công việc khác của mình phải xử lý nữa. Rồi như vậy, dạng là giải quyết cái kiểu như vậy. Trong khi đó là một cái khách sạn rất là lớn các bạn. Rất là lớn. Thì nói chung là cái tâm trạng rất là khó chịu và mình vậy là muốn nói chuyện để giải tỏa cái tâm trạng đó các bạn. Thì nói chung là hy vọng là các bạn nếu mà các bạn thích các bạn lắng nghe hoặc là các bạn thông cảm cho mình để như là mình giải tỏa được cái tâm lý hôm nay và cũng như có một cái điều gì đó mình muốn chia sẻ với các bạn á. Rồi ok, và có lẽ là video này là hết rồi ha, thì mình sẽ làm những cái video tiếp theo nữa để cho các bạn cùng xem. Ok, see you later. Bye bye.